mệt lắm. Có nghĩa là bây giờ nó nói là bây giờ là đất nước mình á, nên đa nguyên đa đảng rồi bỏ chế độ độc tài đi. Thì anh mới hỏi chứ bây giờ nếu mà bây giờ dân tụi tôi á, đồng ý đa nguyên đa đảng, nhưng mà anh lấy cái gì anh đảm bảo cho cái sự mà ổn định? Nó nói là đảm bảo đa đảng là sẽ không có gì xảy ra. Thì anh mới hỏi chứ bây giờ nếu mà đa đảng không về ra thì anh lấy cái gì anh đảm bảo? Anh có cái gì anh đảm bảo cho người dân tôi? Nếu mà anh nói ra thì anh phải chứng minh được, anh có cái biện pháp anh chứng minh được thì anh hãy nên nói ra. Chứ còn bây giờ mà anh không nói ra mà anh chỉ nói đó thì ai nói không được, nó vô lý lắm. Có nghĩa là cái thứ hai nó nói là đa nguyên đa đảng, cái thứ hai nữa là nó nói về vấn đề là về vấn đề mà quản lý của Việt Nam mình làm thế nào chống tham nhũng. Thì anh bảo bây giờ chống tham nhũng thì bây giờ anh có giỏi đó, thì bây giờ anh ở bên nước nước ngoài anh đưa ra những cái kế sách nào đó để cho các nhà lãnh đạo Việt Nam người ta thấy hay, người ta học hỏi, thì lại không đưa ra được. Thì nếu mà anh nói cái gì ra thì anh phải phải chứng minh cho người ta thấy. Ví dụ như tôi em đưa ra đối tượng khách hàng đó làm thế nào để em đạt được, chứ em nói ừ ngày mai nay tôi bán được 100 nhưng mà đến chiều em bán không được 2-3 người thì làm sao mà anh nói ai tin? Nên làm thế nào mà để cho người dân tin được? Nó Nên nó khổ rất một cái, anh Bình Dương, nó khổ một cái là Việt Nam đã trải qua đa đảng rồi, cái gì Việt Nam cũng trải qua hết rồi, chiến tranh cũng trải qua, đa đảng cũng trải qua rồi. rồi. Cái thứ hai nữa là kêu người dân mình á, anh đã nói là anh yêu dân tộc Việt Nam mà anh lúc nào lên đây cũng nguyên cả đám bu lại chửi là bò đỏ bò này bò kia. Anh hỏi em chứ anh thừa nào giờ anh đi từ hồi lúc bé giờ anh chưa có thấy con bò nào mà nó mà màu đỏ cả, nó chỉ thấy bò vàng thôi đúng không? Chỉ hồi nào giờ anh chưa anh nói là bây giờ anh chưa có thấy con bò đỏ nào, toàn thấy bò vàng không, Dạ đúng mà bò rồi, vàng thì người ta biết có con bò nào mà nó màu đỏ. bò Em chứng minh bò cho anh luôn, nó không đó. mang màu đỏ. Thế nó đã vậy nhưng mà họ lại cố tình họ không không có chấp nhận cái điều đó, trong khi á, mình là anh nói thật bây giờ là anh cứ đổ thừa dân mình nghèo là tại tụi nó chống phá hết cái gì, bây giờ cái nó cứ đổ thừa là cái gì tại Đảng Cộng sản, tại vì bây giờ báo chí đưa tin tụi nó biết phải không, thì bây giờ dân bán đồ không được là tại tại vì ba que hết, nói chung là tại là cái tụi chống chống cộng hết, không có tụi nó. Tại tại sao đất nước Hàn Quốc, đất nước Nhật nè, những kia tại sao người ta giàu có? Bởi vì người ta không có người chống phá. Nguyên nội bao nhiêu cái vấn đề mà an ninh mình tối ngày đi bắt tụi nó là thấy tốn bao nhiêu tiền không? Thay vì cái tiền đó để mà phát triển kinh tế, rồi rồi nhiều khi nó còn phá những cái này kia, nó phá đường lối chính sách về ngoại giao của Việt Nam mình. May quá đợt này có anh Mỹ anh rút ra khỏi nhân quyền, trước đây nó lấy cái chiêu bài nhân quyền để mà nó dựa trên cái thế đó để mà nó chống phá Việt Nam mình. Bây giờ lại thất thế quá nhiều rồi. Rồi ngày 1 tháng 1 anh cầu mong sao mà cho nhà nước mình cố gắng sao mà thành lập cái biệt đội á, mà chống chống vấn đề mà phản phản động phản quốc cái dân chủ cội á, để mà ngày 1 tháng 9 này sắp tới á là mình hiệu lực cái đó để mà cho dân mình an tâm mà làm việc làm ăn. Cái bây giờ đất nước mình cái sự thật á, thì có như thế nào thì như vậy thôi. Chứ tại sao mà cứ đi nói vậy? Rồi á, anh em trên diễn đàn rất là buồn, ví dụ như là cái tôi mình quá lớn lên trên diễn đàn đó, người này thì có cái điểm, cũng có cái điểm mạnh, người kia có điểm mạnh thì lên đừng có vì cái tôi quá lớn mà cứ lên á, mà đấu tố lẫn nhau chửi kêu ba que tức quá vô á, và làm cho anh mất hết mấy tuần á, là nó lóc không có chỉ bình luận không được xem không lên được nói được gì cả. Nhưng mà ai vô chửi anh cứ đấy là anh delete đi thôi, còn nếu mà ba que vô á, là anh block vậy thôi. Nói chung anh em yêu nước nào dòng vào trong cái page cá nhân của anh đó là anh vô đó là anh cứ kết bạn thôi. Nhưng mà ba que mà vào á, anh làm cái status á, mà thấy mà giận dữ hay mà nói đối ngược đối chiều là anh block hết. Tao không chơi tụi mày nhưng mà tao lên diễn đàn của các anh chị em yêu nước của tao. Anh nói với tụi nó vậy đó nha, là để mà phản biện lại tụi mày. Rất tiếc là không, mình là người Việt Nam mình lại đấu người Việt Nam, trong khi những cái quốc gia khác đó dân tộc của mình trong nước có hận thù với Mỹ đâu, có hận thù với Nhật đâu, có hận thù với Hàn Quốc đâu. Hàn Quốc trước đây nó có một cái biệt đội xanh ngày xưa nó đánh cho Mỹ đó, nhưng mà dân mình bây giờ chết bao nhiêu có ai mà đem đi hận thù như tụi nó không, mà tụi nó còn sống nhanh răng chứ nó có chết đâu.
vì ông bà anh chết rồi, đương nhiên là chiến tranh nó xảy ra thì em biết rồi, có ai muốn là người ta chết đâu. Đã nói chiến tranh thì là đừng có vấn bàn vấn đề gì, đó là một cái sự may mắn, giống như là ba của anh vậy đó. Ông sống tới ngày hôm nay đó là ông là một cái sự may mắn. Trong chiến đấu thì chạy lên một cái đạn nó bay, bạn nằm nằm lật trên cùng một một trung đội chạy lên, nhưng mà có người là thì lật, người thì lại sống, người thì bị thương. Cái đó là chuyện tường tình của chiến tranh, bom đạn làm đâu có mắt được. Thì vấn đề đó là em biết rồi đó, là lý do tại sao vậy. Thì bây giờ chiến tranh nó qua đi rồi, nếu mà ba que với cái bọn chống cộng nó cực đoan nó không chống phá thì đất nước mình nó sẽ còn phát triển nữa. Có những cái năm á, anh nói em, những cái năm mình rất cực khổ, cái năm mà 90 á, tụi anh đi học với cái quần nó còn vá đít luôn, vá đít, mà mình nhà dân đại học á, mà đi chiếc xe cà tàng đi, vừa dạy học vừa dạy kèm để mà kiếm tiền đóng học phí. Cái lúc mà dân mình khổ vậy á thì nó bên nó hưởng hạnh phúc, bây giờ dân mình sướng một chút quay lại phá, phá từ kinh tế rồi phá, rồi lấy chiêu bài này chiêu bài kia, rồi nó thành lập những cái đài tiếng đài VOA rồi đài châu Á tự do để nó tuyên truyền, nó thành lập những cỗ máy khổng lồ đó với bao nhiêu tiền, nó thay vì cái tiền đó nó tiếp thị, nó tiếp tiếp thị cái sản phẩm của cho người Việt Nam mình, đây sản phẩm của người Việt Nam mình làm ra, nó lại tìm cách nó phá, nó kêu dân, kêu gọi dân bên, giống như con rô xe đào á, nó đi siêu thị nó khoe cái này khoe cái kia. Anh nói thật với em á, đi qua Aeon ở Bình Dương nó bán là đầy luôn, hàng Nhật, Mỹ, Trung Quốc đầy đủ hết luôn, tụi mày muốn gì có hết, toàn thế giới là đều là ở Bình Dương đều có hết. Bình Dương bây giờ là nó phát triển như vũ bão, mà tỷ lệ vốn FDI foreign investment direct investment, nó nghĩa là cái đầu tư trực tiếp của người nước ngoài vào Việt Nam bây giờ nó là đứng đầu của nước đó. Đó thì anh hỏi tất cả các anh chị em trên diễn đàn, thì xin lỗi anh chị em trên diễn đàn bữa hôm trước vào diễn đàn của Ngọc Hiếu, bữa hôm mình cũng hơi đi uống chung với mấy người bạn người nước ngoài, người ta nói rất là nhiều, người ta nói á, cái những cái năm năm mà từ 2000 đi, ông qua đây có một cái ông người Ấn Độ, ông qua đây ông nói cái đất nước mình nó thấy ghê lắm, nói chung là nó không phát triển á, đúng đường thì đường đường thì lầy lội em biết không, ông nói đường lầy lội, cái lúc ở đây là sông bé, cái Bình Dương là trước đây là tỉnh sông bé, ông nói ông vào đây là đất nó toàn là bệnh sốt rét em biết không, ông nói bị bệnh là sốt rét là thời đó nó còn rừng đó, rừng rất là nhiều, nhưng mà người dân mình khai phá rồi nhà nước mình cải tiến lên rồi, có những cái đời người mà có tài năng, người ta đầu óc người ta đưa lên đó, người ta lãnh đạo nên thành ra nó ra một nó phát triển vượt bậc như ngày nay. Đương nhiên là cái đó là cũng nhờ được những cái người mà người ta có cái đầu óc vĩ nhân, thì bây giờ đất nước mình đã phát triển và người đời sống người dân mình thu nhập đã tăng lên. Thì bây giờ nếu mà các bạn ở nước ngoài á, các bạn đừng chống nó, thay vì các bạn giúp Việt Nam, tôi không cần các bạn giúp về tiền bạc mà tôi chỉ cần các bạn tiếp thị hình ảnh của Việt Nam thôi đối với thế giới. Chứ bây giờ các bạn ở bên California những cái đó các bạn chống cộng mà người ta nhìn, mà những người Việt kiều ở bên đó người ta nhìn, người ta rất là khinh, ta khinh thường lắm, ta nói mẹ nó dân của nó nói tiếng Việt mà nó đi nó treo bảng hiệu mà nó chống, trong khi á những quốc gia khác nó cũng cũng sao nó cũng chiến tranh như mình, thằng Nhật á thằng Mỹ nó bỏ hai trái bom á, dân nó có giờ nó có đi biểu tình không đó, rồi nó cũng có các quốc gia khác nó cũng có phản quốc rất là nhiều, nó có ra những cái đó nó đi biểu tình không, nó có như cái đám khốn nạn ở bên không, mà tối ngày nó cứ căng bận hờ này, nó nói hèn với giặc ác với dân nghe rất là mệt. Rồi trong cái đám trôi trôi trong nước, người thì cứ như như cứ mấy cái đứa mà con nít lên trên các diễn đàn của Tân Thái Benny Benny chột đó, thể hiện ta đây chả có hiểu một cái gì cả, ngay cả về kiến thức lịch sử, về về vấn đề mà cha ông mình dày dựng như thế nào, đất nước mình đã tan thương như thế nào, đi đem đối chiếu đi với một cái đất nước mà nó không có chiến tranh, mà không biết cái đầu óc tụi nó suy nghĩ, rồi nó nói mình là bò này bò kia, rồi nó nói mình là con người suy nghĩ không tới, rồi ăn độc. Anh nói thật với Ngọc Hiếu với tất cả các anh chị em trên đàn nghe rất là khổ, mình nghĩ mình nói không biết có những người mà sao mà tại sao mà cứ gắng mà ngồi đó mà nghe tụi nó nói được, anh vào đó là anh ra liền, không bao giờ mà chịu nổi. Tại vì thực tế mình đã nghe thấy nó đập ngay trước mắt hàng ngày, đi dân dân đi đây nè,
nó thật với Ngọc Hiếu luôn á, nếu mà thống kê kê người ăn xin á ở bên Mỹ nó nhiều hơn luôn á. Dạ, nhưng mà tụi nó lại nói không có. Dạ. Không có, nhưng mà chính là cả homeless Việt Nam mình cũng ít hơn đó. Nó thật luôn. Tuy rằng á, về cái đồng tiền á thì bên đó là cái đại giá trị đồng đô la nó cao hơn. Bên vợ anh nè, anh nói thật á, bên vợ anh là có Việt kiều nè. Anh về là anh hỏi hết trơn luôn. Người ta đầy Việt kiều bên về, qua bến tờ cày như châu. Bạn anh là học chung lớp nè, khóa K23 của Đại học Cần Thơ. Em biết hả? Nó qua bến nó nói về đây. Nó gọi điện về hoài, nó nói bên đấy là mày thấy gì chứ làm cực lắm mày ơi. Làm sáng tối. Cực lắm. Nói chung là cuộc sống bên đó, nó à, em nói anh nhá. Em thật sự á, khi mà em lên đây á, là có rất nhiều người Việt hải ngoại, họ cũng nhắn tin gọi điện nói chuyện đó. Thì em cũng nói chuyện, bây giờ người ta là người Việt, có người người ta chống, có người người ta không anh, mà rất nhiều đúng người ba mươi mấy năm không biết thông tin về Việt Nam thực sự. Anh nghĩ sao à, cái đàn bên cái đài bên đó không vậy đó, khi từ khi có Facebook này bắt đầu người ta mới biết được thông tin về Việt Nam, rồi bắt đầu có người mới đi về Việt Nam du lịch, anh thấy chưa đó. À, bạn làm lại từ đầu nè, có cái thằng mà lớp 11 đúng không, nó ở thành phố Hồ Chí Minh á, cái thằng đó là hiệu trưởng nó đã kêu lên rồi, nói chung nhắc nhở nó đuổi, nhưng mà thằng đó tại vì con của nó là con của mấy người mà chống cộng dân chủ đó à. Cái thằng mà tên gì nè, cái thằng nick nhỏ nhỏ con nó hay lên của cái thằng Benny Trương á, nó lên đó, thằng đó nhắc nhở rồi, nhưng mà nhà nước mình nói chờ nó 18 tuổi rồi cho nó vào rọ cho nó vừa luôn. Thằng đó đó, thằng nhóc đó là in như là nó tên là gì nè, nó cái nick nó là nó nhỏ mà nó phản lắm. Dạ đúng rồi, nhiều. Nhưng mà nó đúng. có chỉ đạo từ trên, xong bắt đầu nó có những cái bài đúng nó rồi. Gửi cho nhau á. Đúng rồi. Dạ. Thì trong cái trang cá nhân anh bot á, anh nói tụi nó thua cái thằng nhóc mà nó hát cái bài mà bác đang trùng cùng những cháu hành quân đó. Dạ đúng. Rất là hay. Cái đứa bé nó hát một cái mà mình cảm thấy mình tự hào được, cái dòng lịch sử hồi xưa nó chạy về đây lại. Bà bác đang cùng chú cháu hành quân là cái bé mà này ở Hà Nội nè, hát rất là hay. Ừ. Nghĩa là một cái đứa nhỏ mà nó mới 3 tuổi, nhưng mà tụi nó nói nhồi sọ, không phải là nhồi sọ mà là sao, cái đứa đó nó hát bằng cái tâm của nó, hát bằng cái tâm. Nó hát rất là, tiếng nó chưa rành rọ, nó chỉ có lúc đó nó hát là chỉ có 4 tuổi thôi, nhưng mà nó thể hiện làm sao, ngay cả mà những cái người con đó, những bây cái giờ bé mà anh, nó như vậy. Anh cho em hỏi thế này, anh nói nhồi sọ thì em mới nhớ này, thì từ khi anh học từ lớp 1 cho đến bây giờ, em hỏi anh là Đảng và Nhà nước Việt Nam đã bao giờ nói với anh là, hoặc là trong các cái bài dạy cô giáo đã bao giờ nói với anh là phải căm ghét Việt Nam Cộng Hòa, phải ghét những người coi như là không, không. Việt Nam Cộng Hòa không? Không có, không có, không có. Trong các cái lúc mà từ học lúc nhỏ, các cô giáo chỉ nói đến về tình yêu quê hương đất nước, về cái văn hóa của dân tộc mình, rồi nói về những cái bài mà nhiễu điều phụ lấy giá gương đó, người trong một nước thì thương nhau cùng, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Cái câu thơ đó là đủ nói sao, nghĩa là mình từ trước giờ anh cũng chả bao giờ mà thấy trong lịch sử hay là học môn sử nào mà nói đến chế độ mà Việt Nam Cộng Hòa tàn ác hay là như thế này cả. Nhưng mà thực tế là họ có, nhưng mà đảng mình á, nhà nước mình và ngành giáo dục mình luôn luôn xem xét và dạy cho những học sinh những cái ý chí cho người ta biết là cái đất nước của mình á là bao giờ nó cũng phải tốt hơn, để cho người ta học những cái bài văn ví dụ như của bác Tố Hữu nè, bài cây tre rồi đó, rồi những cái bài rất là hay, nói chung là rồi bài dạy cho người dân mình cái tình yêu nước làm thế thì, nào thì cái đó em, cũng... thì em mới đang hỏi anh để anh trả lời như vậy, thì em mới có một cái câu không này. Không có em mới nói một cái câu như này, bây giờ họ nói là trong nước là đảng chụp mũ, đảng nhồi sọ cho người dân, thì ở đây ý em muốn nói là anh là một người miền Nam, anh là một người miền đúng Nam rồi. Mà anh còn không bị nhồi sọ thì em là một người miền Bắc, ai nhồi sọ cho em? Em đúng rồi, đúng rồi. Anh 40 mấy tuổi em mới biết được là thế nào là Việt Nam Cộng Hòa qua cái mạng Facebook này, còn thực tế em không hề biết.
cho nên á, họ càng chụp mũ cho đảng, họ càng 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 sai. Cho nên là Tại vì anh rồi 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 cho anh nói cái câu này cho anh đạt lên được, nhưng mà anh nói thẳng gì nè, tất cả những cái gì mà tụi Ba que nó nói á, anh nói anh đánh giá một cái tổng quát này nè, cho anh chốt cái tất cả những gì anh nói xong là anh phải cho anh chốt tất cả những cái gì cái luận điệu của nó đưa ra, tỷ lệ phần trăm á, thành công á, theo anh đoán á, anh thống kê ra bằng bằng cái kinh nghiệm mà làm ăn của anh mà, kinh nghiệm của anh là thống kê, dân thống kê, thì anh nói chỉ được khoảng là có 5% là đúng thôi, năm phần Sao trăm đúng ít thôi, vậy anh? ít lắm. Tại vì em phải đổ đồng lại, có cái thì đúng không, có cái nó lên được 50, có cái nó được 30, nhưng mà em phải tính cái average, có nghĩa là cái tỷ lệ trung bình trong cái thống kê là em phải đổ là trung bình, ví dụ tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 9, tháng 10, tháng 1, tháng 12, thì anh chỉ nói là nó đúng chỉ có 5% thôi, mà 5% đó không phải là tự nó mà làm ra, mà 5% đó là cái gì không, là nó lấy từ các cái báo chí của cộng sản mình, Đúng anh chỉ rồi. nói vậy thôi, Xong nó thêm bớt, nó nhồi nhét vào. Đó. nhồi nhét vào. Nhưng mà người những cái bạn mà vào ngồi nghe đó mà theo cái chiều hướng của nó là những cái bạn đó là không hiểu một cái gì cả, và không học, không hiểu về lịch sử và không hiểu về đời sống. Tại vì lý do sao, hàng ngày đi đi chợ ăn cái gì, uống cái gì, nói cái gì, các bạn ra ngoài đường các bạn thấy rõ ràng như vậy, nhưng mà các bạn không biết đối chiếu với những cái gì trường hợp của nó đưa ra, các bạn mới thống kê với 95 triệu người. Ý anh nói là 5% là em hiểu không, nghĩa là nói với 95 triệu người chứ không phải là nói chỉ trong một cái tỉnh thành thôi, nghĩa là chưa được 5%. Nếu mà tính nói 5% là anh thấy là hơi mắc á, maximum nghĩa là hơi lớn đó. Đó là cho anh xuống, cho anh đạt lên, thì anh nói với anh chị em nghe vậy là đủ hiểu. So với 95 triệu dân anh còn nói là chỉ được 3% thôi, so, tại vì 95 con số em rất là nhiều, Vậy là anh 95 hơi triệu ưu người ái rồi, cái này anh hơi ưu ái là hơi cao đó, ưu ái rất nhiều, nhưng mà thực ra nó chỉ được khoảng có 1,5 đến 3% thôi, là các bạn thấy thấy cái nào thì mới đối chiếu thôi, so với lá cờ mà 2 tháng 9 nè, những cái ngày mà quốc Ê, khánh em đến Cát cờ Tường, đấy. Giang Hoàng này, chị cho em xuống dưới thùng rác, tại vì cứ ai xúc phạm Bác Hồ là đi vào thùng rác nhá. Đó thì cho anh nói câu đó là cho anh xuống là nói chung là chỉ được có 1,5% thôi. Tại thống kê em biết không, thống kê là nó cái số nó vậy đó. Đi em thấy là ngày Quốc Khánh 29 các bạn đi đếm đi, 100 nhà 99 nhà đe treo, trừ một nhà người ta không bán đồ á, nên người ta không treo, thì các bạn đủ biết rồi. Rồi cho anh xuống, nó Anh là nó xuống được nói không? vậy là sao em. Anh có tự xuống được không? Không tự xuống nữa, em cho xuống này, Rồi em rồi tối màn anh hình. tự xuống anh tự